Xin chào mọi người, hôm nay mình demo giới thiệu cho mọi người về mốc giao diện 5D. Đây là giao diện của con ong. Đó, con ong nó sẽ nổi lên cái giao diện 5D ở trên mặt ốp. Đó. Và rất nhiều giao diện khác nữa. Ví dụ đây là giao diện con khỉ này. Đó, con khỉ nó sẽ nổi lên trên mặt ốp với giao diện 5D. Đó. Và đây là ốp buồng chuối. Ốp buồng chuối nó sẽ nổi lên trên mặt ốp. Đó. Với nhiều góc cạnh, mình nhìn với nhiều góc cạnh thì nó sẽ nổi lên cái giao diện 5D. Và có một điều đặc biệt đó là sự tương tác giữa cái các ốp này với nhau. Đấy, mình để cái ốp con khỉ và ốp buồng chuối gần nhau thì con khỉ nó sẽ quay sang buồng chuối và nó vặn những quả chuối nó ăn. Đấy là một điều đặc biệt của những chiếc ốp giao diện 5D này. Nó có sự tương tác giữa hai ốp với nhau. Đó, khi mình bỏ cái ốp buồng chuối xuống thì con khỉ quay đi, và bỏ lên thì con khỉ lại quay sang. Đó là một điều tương tác giữa mặt ốp giao diện 5D này. Đó, mình bỏ xuống.